Hôm nay Khanh sẽ hướng dẫn các bạn kết nối mình sử dụng cái bản đồ ở trên cái màn hình đó các bạn. Đây cái màn hình của Honda CR-V, Khanh đang ngồi trên chiếc Honda CR-V nè. Chúng ta sẽ tận dụng cái màn hình này để chúng ta sử dụng cái bản đồ Google Maps và chúng ta ra lệnh bằng giọng nói. Cái ra lệnh bằng giọng nói đây là một cái hình thức rất là mới. Thì nhờ các bạn chuẩn bị giùm Khanh, đầu tiên là cổng dây cáp. Trên tay Khanh là một cái iPhone thì chúng ta phải xài cổng cáp iPhone. Thì khi kết nối các bạn giúp giùm Khanh là ở đây chúng ta có các cái cổng kết nối như sau. Thì các bạn kết nối bằng cái cổng 1.5A giùm Khanh nha. Đây cổng 1.5A nghe tai. Rồi chúng ta cắm cổng cáp vào. Rồi. Chúng ta sẽ kết nối cái điện thoại cắm vào. Thì đầu tiên khi mà cắm vào á, trên màn hình này nó sẽ hiện ra cái chữ chúng ta có muốn kết nối Apple CarPlay hay không. Các bạn bấm chữ Enable giúp giùm Khanh nha, bấm vô. Rồi thì khi mà bấm kết nối rồi thì chỗ này nó sẽ hiện ra chữ Apple CarPlay, nhưng một số bạn sẽ không kết nối được bởi vì các bạn chưa bật Siri. Đây là Siri, là cái phần này trong cái màn hình đây. Các bạn vào phần cài đặt setting, rồi các bạn vào cái phần Siri. Đây Siri và search. Thì các bạn nhớ bật lên giùm Khanh. Đây allow Siri. Đây các bạn thấy không ạ? Allow Siri when locked. Các bạn phải bật nó lên. Chúng ta không bật lên thì chúng ta sẽ không kết nối được nha. Chúng ta phải bật lên. Red Siri for Bustom. Tại vì Khanh đang xài tiếng Việt, tiếng Anh. Thì các bạn nhớ bật luôn cả cái phần listen Siri luôn. Nha, nếu chúng ta chuẩn tiếng Anh thì chúng ta sẽ ra lệnh bằng giọng nói để tìm kiếm ở trên cái màn hình này luôn. Rồi, thì trở lại câu chuyện là Khanh đã bật Siri rồi nha. Nhớ nha, phải bật Siri. Nếu chúng ta không thấy cái cắm cáp vào, chúng ta không thấy hiện lên là cái phần mà Apple CarPlay này, thì bắt chúng ta phải trở lại và bật Siri lên. Rồi, sau khi kết nối thành công, nó hiện ra chữ Apple CarPlay. Thì các bạn giúp giùm Khanh là các bạn bấm vào đây. Rồi đây là cái giao diện của cái kết nối. Thì có thể là chúng ta có hai ba cái cửa sổ, nhưng trên điện thoại của các bạn đã có Google Maps rồi thì chúng ta bấm vào chữ Google Maps. Rồi khi mà chúng ta bấm vào chữ Google Maps thì nó sẽ hiện ra giao diện giống như trên màn hình của Khanh đây. Chúng ta bấm vào một lần nữa thì chúng ta bấm thêm cái điểm đến, destination, thêm điểm đến, bấm vào. Thì các bạn sẽ thấy một cái giao diện, nhưng giao diện như đây là những cái điểm là vừa đây, những điểm đã lưu, trạm xăng, nhà, công ty và những cái điểm khác. Nhưng các bạn nhớ giùm Khanh một cái dấu, cái micro nè, chúng ta bấm vào micro. Khanh ví dụ, chợ Kim Biên. Đây các bạn thấy không nếu các bạn muốn một cái giao diện tiếng Việt thì chúng ta sẽ chuyển lại tiếng Việt nha. Thì khi mà chuyển lại tiếng Việt thì các bạn phải chuyển trên cả cái điện thoại của chúng ta. Chúng ta vào phần cài đặt. Khanh đang sử dụng tiếng Anh nha các bạn. Đây bấm chữ go đi, đó nó sẽ hướng dẫn cho các bạn, nó ra lệnh bằng giọng nói luôn nha các bạn. Rồi các bạn bật giúp giùm Khanh thêm vào phần bánh xe nè, bấm vào màn hình nó sẽ lòi ra cái phần bánh xe, bấm vào. Thì chúng ta bấm vào chữ traffic, còn nếu mà các bạn giao diện tiếng Việt thì nó sẽ hiện ra chữ giao thông, bấm vào. Thì các bạn lưu ý là chúng ta bật chế độ này thì chúng ta sẽ thấy được trên đường của chúng ta là đang kẹt xe hay không kẹt xe. Nếu mà màu xanh dương này nè, đây là không kẹt xe. Còn màu cam là kẹt xe ít, còn màu đỏ là kẹt xe nhiều. Thì các bạn đừng nhớ, đừng chạy vào nha. Rồi. Thì ở đây khi mà bấm tới thì nó sẽ gợi ý cho các bạn rất là nhiều đường, rất là nhiều lộ trình. Chúng ta bấm exit lại. Chúng ta muốn đây có chúng ta muốn những cái lộ trình khác thì chúng ta bấm chữ more, hoặc là đây chúng ta sẽ bấm này. Các bạn sẽ thấy nó nhảy lộ trình nè.
À, nhưng mà nó sẽ gợi ý cho các bạn là nó 26 phút, còn chỗ này thì nó 27 phút. À, tùy theo quãng đường chúng ta, chỗ này có kẹt xe nè, nó màu đỏ là kẹt xe. Đây là cái giao diện của Google Maps, thì chúng ta hãy tận dụng các Google Maps để chúng ta đi đường và ra lệnh bằng giọng nói nha. Khanh xin phép lặp lại nha, thêm địa chỉ đến, vô cái micro bấm vào Vincom Đồng Khởi đây, ra Vincom Đồng Khởi liền, rất là tiện. Chúng ta lái xe chúng ta đâu có thể bấm vào cái màn hình đâu các bạn. Rồi thì trên đây Khanh đã hướng dẫn cho các bạn về cái cách kết nối điện thoại với màn hình để sử dụng Google Maps. Chúng ta tận dụng cái Google Maps trên cái điện thoại. Các bạn muốn một cái giao diện tiếng Việt thì các bạn sẽ chuyển ngôn ngữ trong điện thoại thành tiếng Việt, thì nó sẽ chuyển tất cả lại cái phần trên màn hình này thành tiếng Việt luôn. Thì các bạn nếu có khó khăn gì, các bạn hãy gọi điện trực tiếp cho Khanh theo số 0996773366 thì Khanh sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các bạn. Còn các bạn muốn xài cái YouTube thì chúng ta cũng có thể cài luôn các bạn, nhưng mà chúng ta phải mua code đó. Rồi chi tiết các bạn gọi điện lại cho Khanh nha. Và chúng ta có thể cài YouTube, cài Google Maps trực tiếp lên màn hình không thông qua điện thoại, cài Zing, cài Facebook, vân vân, chúng ta cài bất kỳ cái món gì chúng ta thích. Rồi xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và nếu các bạn có thắc mắc về chi tiết các bạn nhớ gọi điện trực tiếp cho Khanh theo số Khanh đã đọc, thì Khanh sẽ hỗ trợ cho các bạn chi tiết rõ ràng hơn để các bạn được hiểu nha. Dạ, xin cảm ơn và xin chào.